kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam. Ba của Men trước đó có lên văn phòng luật sư tìm tôi. Ông Hình muốn trước khi ông tới Thụy Sĩ để làm cuộc xét nghiệm toàn thân, có giao lại những sắp xếp sau này của ông ấy. Trước đó ông Hình có đưa lá thư này cho tôi. Tôi với luật sư Trương đã thương lượng với nhau. Với tình hình hiện nay của ông Hình, chúng tôi đều cảm thấy phải nhanh chóng nói sự dàn xếp của ông ấy cho mấy người biết. Vincent, Michael, Emma, bà đã ủy thác cho Triệu Khải dưới sự chứng kiến của luật sư Trương nói cho tụi con nghe về sự dàn xếp của bà. Bà đã quyết định là mang số tiền mặt, tài sản và cổ phần của tập đoàn Kính Đồ bình quân chia đều cho bốn anh chị em các con. Khoan đã, bốn anh chị em hả? Anh đọc sai phải không? Anh Hai à, cứ để cho anh Khải đọc hết trước đi. Bà có một bí mật luôn giữ ở trong lòng. Thật ra bà vẫn còn một đứa con gái, nó luôn sinh sống ở đại lục. Cái gì chứ? Sao lại như vậy? Sao đột nhiên lại có đứa con gái riêng vậy? Em nói cái gì đi, tự nhiên có thêm người chị em nữa kìa. Anh Khải chỉ đọc theo lá thư của ba viết cho chúng ta nghe thôi. Không lẽ ba lại nói dối mình sao? Sau này anh đừng gọi tôi là cô Phương nữa, gọi tôi là Phương Phương đi. Anh Triệu à, tôi có tự tay làm một ít bánh nếp, anh ăn thử đi. Vậy tôi đợi điện thoại từ anh ha. Anh Triệu, đừng có tại đó, hại chúng tôi đó. Anh Triệu, anh không sao đó chứ? Nó luôn sinh sống ở đại lục, sống ở thị trấn Hai Đường, tỉnh Quảng Đông, làm kinh doanh chuyển phát nhanh. Tên của nó là Phương Phương. Ba mong rằng ba đứa con có thể chấp nhận thêm một người thân nữa. Sau này tập đoàn Kính Đồ chính là của bốn anh chị em các con. Các con phải giúp việc kinh doanh của nhà họ Hình có thể tiếp tục nối tiếp về sau. Ba tin rằng các con chắc chắn sẽ làm được. Không cần phải nói nữa. Tôi sẽ không chấp nhận lá thư này. Tụi em có con mắt nào nhìn thấy là ba tự tay viết lá thư này không? Nè, anh đừng vậy mà. Tôi không chấp nhận. Lá thư này do ba đưa cho anh Khải, sao là giả được chứ? Có một hôm trời mưa, em thấy có một cô gái đứng trước cửa nhà đợi ba. Có lẽ là Phương Phương đó. Hai em có phải là bị điên rồi không vậy? Trời mưa đứng trước cửa nhà chính là em gái của anh hả? Tôi có quen biết Phương làm Phương gì có chuyện để tôi cho người đi đóng cổ. Dạ được, làm phiền anh rồi anh Triệu. Anh Khải. Phương Phương à, có phải bây giờ cô đang ở cửa tiệm bên trấn Hai Đường không? Phải đó, sao vậy? Đừng có đi đâu hết. Tôi đã kêu người qua đó đón cô qua Hồng Kông rồi. Ba của cô Hình Văn Hạo bây giờ đang ở bệnh viện, vừa mới làm phẫu thuật xong nhưng mà vẫn còn hôn mê. Cô đừng lo gì hết, qua bên đây rồi tính sau. Tôi ở bệnh viện đợi cô. Viện trưởng bây giờ đã phê chuẩn rồi, các anh có thể dùng phòng hội nghị này. Tôi sắp sửa tới quan khẩu rồi ông chủ. Tôi nghĩ chắc là khoảng một tiếng nữa là tới bệnh viện rồi. Phương Phương à, anh Khải tôi ở đây nè. Tôi muốn cho cô có sự chuẩn bị tâm lý trước. Ba người con của ông Hình cũng có mặt ở đây. Con trai thứ và con gái út cũng dễ cư xử. Con trai lớn Vincent thì tương đối phiền phức. Chắc cậu ấy chưa thể chấp nhận được cô. Cho dù anh ấy có chấp nhận tôi hay không cũng không sao. Anh Khải không cần lo. Vậy được thôi, tôi đợi cô. Con viết cái gì vậy? Con không phải là họ Hình đâu. Sau này con có tên là Phương Phương đó nghe chưa? Ai ai cũng theo họ của ba mà. Tại sao con phải theo họ mẹ lấy họ Phương? Con không giống những người khác đâu. Con không có ba. Ba của con bỏ rơi chúng ta rồi. Sửa lại. Con viết lại tên của con đi. Con tên là Phương Phương. Anh Triệu, cô Phương Phương tới rồi. Cảm ơn cậu Sam. Bên cửa chính có rất nhiều phóng viên, cho nên tôi cố tình kêu cô đi cứu phụ bên đây. Anh chị em của cô ở trên lầu hết cả rồi. Chúng ta đi thôi. Sao vậy? Tôi nghĩ chắc tôi không lên lầu đâu. Ông Hình có mấy người con ở bên cạnh ông ấy. Tôi lên đó cũng không có ý nghĩa gì. Cô có thể không nhận Hình Văn Hạo là ba ruột của cô. Cô không cần thiết phải gặp mấy người xa lạ đó. Thì để tôi gọi Sam quay lại chở cô về thôi. Nhưng mà ông cụ ở trên lầu sắp sửa không chịu nổi nữa rồi. Ông ấy là ba ruột của cô kia mà. Tôi không có nói sai phải không?
đi thôi. Vĩnh Sơn, từ lúc đạo chỉ bắt đầu tới nay đã rớt 2%, số hàng trong tay chúng ta đều rớt giá, chúng ta phải làm sao? Có khi nào ở bên đại lục tung quả mù không? Nè, Ivan thấy sao? Cục diện bên Hy Lạp rất hỗn loạn, chính phủ mới và quỹ tiền tệ quốc tế vẫn chưa thống nhất được ý kiến. Cổ phiếu Mỹ và sàn cổ phiếu châu Âu đang giảm, tôi đang lo lắng ngày mai khi hàng chỉ vừa lên sàn thì tổ hợp của chúng ta sẽ theo đó mà suy giảm. Cho tôi nửa tiếng đồng hồ suy nghĩ đi. Vincent, không thể kéo dài nữa, nửa tiếng sau sẽ rớt thêm mấy phần trăm đó. Tôi cũng biết mà, anh cũng phải cho tôi suy nghĩ rõ ràng mới được chứ. Vincent, đừng có làm phiền tôi nữa, tôi còn nhiều chuyện phải giải quyết lắm đó. Mau đi theo anh. Hai đứa lúc nãy cũng nghe lá thư do Triệu Khải đọc rồi. Anh không biết tại sao ba lại nói như vậy. Anh chỉ biết một chuyện, sắp tới sẽ có một người phụ nữ tới chia gia tài với chúng ta. Ba anh em chúng ta nhất định phải đồng lòng với nhau, không thể để cho bà Tám này chen chân vô được. Anh Hai à, anh đừng nghĩ theo thứ âm mưu vậy mà. Phương Phương cũng là con gái của ba, là người nhà của chúng ta mà. Có chuyện gì đại chỉ tới đi rồi tính. Chị cái gì mà chị chứ, người phụ nữ đó mang họ Phương không phải là họ Hình đâu. Hai đứa em có ngây thơ quá không vậy? Người phụ nữ này chắc chắn không đơn giản. Ba của tụi mình chắc chắn bị cô ta gạt rồi. Phương Phương không phải là người nhà nói đâu. Chị chưa hề nghĩ rằng sẽ bám lấy nhà họ Hình chúng ta, cũng chưa từng nghĩ là sẽ nhận lại ba. Michael, em từng gặp cổ hả? Trước đó em vô tình nhìn thấy lá thư của ba, nên em đã tới tìm Phương Phương. Tuy rằng chị ấy không chịu nhận là chị của em, nhưng mà em biết chị ấy đang nói dối. Có thể má của chị ấy với ba có hiểu lầm gì đó. Nếu chị ấy không phải là con ruột của ba, ba đâu có chia một phần gia tài cho chị ấy chứ. Sắp tới anh sẽ ngồi lên chức của ba. Hai đứa em cộng lại có phân nửa cổ phần của công ty. Em có ủng hộ anh hay không? Michael, có thì nói một chữ, không có thì nói hai chữ. Em đương nhiên là ủng hộ cho anh Hai rồi. Còn em? Em cũng ủng hộ anh Hai. Vậy mới phải chứ. Ba anh em chúng ta quan trọng nhất là phải đồng lòng với nhau. Hai đứa em phải nhớ đã hứa với anh cái gì rồi. Chị tới rồi hả? Ba vẫn còn ở trong phòng chưa tỉnh lại. Chào chị, em là Emma. Trước đó chị có tới tìm ba, em ngồi ở trong xe đã từng thấy chị rồi. Cô Phương có phải không? Wow, cố tình tới khuya vậy, muốn chia gia tài hả? Cô ở đây đúng lúc lắm, để tôi dẫn cô đi gặp bác sĩ. Anh Hai à, anh muốn làm gì vậy? Lúc nãy em và anh Tư đã nói với anh là chuyện của công ty sẽ ủng hộ anh rồi. Anh đừng có làm khó dễ chị ba mà. Anh làm khó dễ gì cô ta chứ, anh chỉ muốn làm rõ chuyện này thôi. Ba tuổi tác cũng đã lớn rồi, già rồi, anh sợ ba bị người ta gạt thôi. Bây giờ tôi dẫn cô đi gặp bác sĩ để xét nghiệm. Nếu như trùng khớp á, tôi gọi cô một tiếng em gái. Đi thôi. Có phải anh quên rồi không? Luật sư Trương đã có nói bức thư đó có hiệu lực pháp luật đó. Đừng có nói là 25%. Cho dù ba anh mang toàn bộ cho cô ấy hết thì cũng là hợp pháp đó. Làm ơn tôn trọng một ông cụ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Câu cuối cùng trong lá thư của ông Hình chính là hy vọng ba người hãy chấp nhận thêm một người thân nữa. Mấy anh chị em có thể cùng nhau để nối tiếp sự nghiệp kinh doanh của nhà họ Hình. Có cần tôi đọc lại thêm một lần cho mấy người nghe không? Tôi không ngại đâu. Vincent, thật ngại quá, anh suy nghĩ sao rồi? Cổ phiếu rớt tới 8,5 điểm rồi. Làm sao tôi biết chứ? À phải rồi, anh hỏi cô Phương đi. Bây giờ cổ phiếu rớt giá, toàn bộ hàng công ty đều rớt giá hết rồi, phải làm sao đây? Nè, đi gặp ba cô đi. Đi thôi. Em đi với chị chứ ba. Nè Vincent, thật sự không thể kéo được nữa. Vincent, cô Hình à, cổ phiếu cứ rớt hoài như vậy, bây giờ không ai quyết định được, phải làm sao đây? Sao em mà gọi cho tôi khuya quá vậy? Đạo Minh, bây giờ mới làm phẫu thuật xong, cho tới nay vẫn chưa tỉnh lại. Thị trường cổ phiếu bên Mỹ đang sụt giá khủng hoảng, anh hãy giúp chúng tôi đi.